Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Học Vlog. Và mình lại lên sàn gửi tới mọi người một cây mộc hương ta. Đấy, cây qua cái video trước thì mình có một cây. Và cây này với cả cây kia nó là anh em. Nếu mà gia đình nào mà có nhu cầu muốn chơi một đôi thì rất phù hợp nhá. Để hai bên trước cửa nhà quá đẹp luôn. Đấy, cây trước và cây này nó tương đối với cả nhau. Đấy, anh em làm là có nhà để ở trước cửa nhà hai bên thì quá tuyệt vời. Và cây này thì mình quay lại xem cho mọi người có bộ rễ của nó rất là quái nhá. Đấy, củ nó ra như thế này. Đấy, cây này mà chơi rễ nổi lên là quá đẹp nhá. Cây này cũng khoảng thắt thân khoảng tầm 45, tay tán thì cũng đã được chủ nhà uốn rất là đẹp rồi. Đấy. Cây vừa rồi thì mình báo giá gửi tới mọi người 1,5 triệu. Và cây này thì mình cũng xin báo giá gửi tới mọi người luôn. Nếu mà mọi người mua cả đôi thì mình sẽ bớt cho mọi người 200. Còn đâu là mua một cây thì vẫn là 1,5 triệu. Đây, cây này mình sẽ bán 1,5 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Cái thời tiết này đánh cây thì cũng rất là tuyệt vời đấy. Mát. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Cây này thì vận chuyển ship, mình bao ship luôn cho mọi người. Anh em nào mà ở trên Hà Nội, còn ở xa thì mọi người phải chịu phí ship nhá. Đấy, cây đã được uốn rất là đẹp rồi. Và cái đặc biệt là cây này nó uốn mà nó cái tay tán của nó xong rồi nó lại ra lộc non được như này thì quá đẹp nhá. Nhưng mà mình ở nhà mình uốn mấy cây thì toàn là không được ra lộc như này đâu. Nhưng mà ở đây là bác chủ nhà bác ấy uốn sau đó nó ra lộc xung xuê này là rất hiếm nhá. Đấy. Đặc biệt mọi người biết là hoa thơm của mộc hương rồi, gọi là đẳng cấp luôn, thơm ngọt mát. Đấy, hoa này thì có khả năng là ra quanh năm, nhưng đặc biệt là ra vào dịp Tết là nhiều nhất. Mộc hương ta nha mọi người nha. Anh em nào mà có nhu cầu muốn sở hữu một đôi thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình. Mà một cây thì mình cũng bán nhá. Rồi. Thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Có nhu cầu thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình. Mình sẽ bán và gửi tới mọi người. Đấy, chuẩn luôn. Mộc hương ta. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.